Ok, chào anh em nha, mình là Robert. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến Pokemon Unite nha anh em. Hôm nay mình sẽ chơi God of War, nếu anh em thấy hay cho một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều ạ. Ok, thì mình có Greninja, Espeon, Snorlax và Absol anh em ạ. Tìm kháng chiến, hai phím, hai đâm vật lý, hai xét thủ và một tăng anh em ơi, tìm được đấy. Ok, let's go anh em ơi, nhưng mà một tăng thì không ăn thua lắm nhỉ. May quá, không gặp ai trên rừng cả anh em ạ. May mà gửi đi ra không trên rừng, hay gặp trên rừng là khổ nữa. Con này thì giờ đầu phải farm khá nhiều anh em ạ. Tại kêu của nó có một kêu đam nữa nên farm khá lâu. Từ mấy ơi, từ từ mấy ơi, từ từ mấy ơi, một mẹ ngon cơm không không có một mẹ. Này thì nấp với chúng tôi nhưng mà ăn mạng cũng chưa đủ anh em ạ. Từ từ đi bạn ơi, để mình lên cấp 5 đã. Bố láo thế, what the hell. Ngáo đá đến 1 cân 2 à. Bố láo bố léo. 1 triệu 1 rồi, ngon cơm rồi. Từ từ từ, từ ăn mì ấm luôn, ăn mì chim luôn đó. Từ bro bro. Ôi trời ơi, rồi xong rồi, xong mấy bạn trẻ rồi. Rồi xong rồi, rồi xong rồi, rồi xong rồi. Rồi xong, rồi xong. Quá mạnh rồi, quá bá luôn rồi. Đi đâu, đi đâu, đi đâu, nổ, nổ chúng hai phát. Gần phân cầu rồi bạn ơi. Nắp bụi, nắp bụi, ơi, mình tính, mình tính, mình tính, mình tính. Ngáo con đi kích rây ngáo thực sự, ảo tưởng sức mạnh đến 1 cân 2 à. Ok này, nếu mà cầu rồi nhớ ảo tưởng sức mạnh, ảo tưởng sức mạnh. Từ mấy bạn ơi, bình tĩnh mấy bạn ơi, bình tĩnh mấy bạn ơi, bình tĩnh. Mình tính và tự tin lên mấy bạn ơi. Trời ơi, đam gì mà không mất máu vậy? Kêu rõ ràng là nghe 3 tiếng nổ mà đam không mất máu luôn. Ảo ma thế mấy anh. Ảo ma, ảo, ảo ma thế mấy anh. Một nổ, hai nổ, ba nổ, bốc hơi luôn. Ôi trời ơi, chưa kịp ăn máu nữa. Trời ơi, đi cái rầy hết ngáo rồi anh em ạ. 2 nữa, 3 nữa. Còn đi cái rầy nó hết ngáo rồi. 2 nữa, 3 nữa. Thế mà né không kịp. Ôi trời ơi, ngon xin luôn con boss. Ngon ăn luôn chỗ trên. Kêu con này mạnh thật sự anh em ạ. Rồi lại gặp đi kích ray nữa, lại gặp bạn hiền của chúng tôi. Hết ngáo rồi anh em ơi, hết ngáo nhào lên đứng solo rồi, biết chạy rồi đấy. Đều ở kèo thôn. Kèo thơm, kèo thơm, kèo thơm. Úi xồi ôi, mí một kêu không ăn được ai kìa, cay thế.
Ôi bình tĩnh với bạn trẻ. Thế mà nó không chết kìa, cay thế. Ui, rồi xong mình luôn rồi. Con sẽ lưu bà lò nó anti mình luôn anh em ạ. Đam như thế mà chiếc 5 triệu 4 là sao? Ảo thế. Ảo thế, ảo thế. Trận này nhàn thế nhờ. Miếng răng gì mà nhàn quá anh em ạ. Ui, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Không gồ được anh em ơi. Biết ngay mà mình báo không đùa được rồi mà gặp ngay nó anti luôn anh em ạ, cay thế nhờ. Bạn anti với ai? Mình báo không đùa được rồi, nó quăng anti của mình. Toàn. Có hai người mà nó cũng xài được ulti nữa. Mình chơi ulti mình chỉ để gom người thôi, gom 5-6 người một lần đánh nó mới phê. Gom 4-5 người một lần chứ nhầm. Làm gì có 6 người mà gom. Ý, ảo thế. Mình ulti mình hút rồi mà nó vẫn stun vào mình được anh em ạ. Con sẽ lưu vào rồi nó stun mình ấy. Nên mình sẽ kêu không được. Cay thế mình sẽ kêu được lòng. Toàn hết rồi. Con béo đợi mình con béo ơi. Đợi mình, đợi mình. Chạy cũng nhanh đấy. Phạm lâu thế, sao có 6 cầu thế này. Tôi bình tĩnh, ôi trời ơi. Cho xin một cái chợ đi mấy bạn ơi. Cứ chơi đông thế. Cứ chơi đông thế mấy men. Ép bị oan đúng thôi. Mười đông phết thôi 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 thôi. Em còn nhỏ lỡ dại rồi mấy anh căng thế. Không ăn được bùa luôn. Cứ trên kia, cứ trên kia. Một nó, hai nó, ba nó. Một nó, hai nó. Bây giờ làm sao đây, bây giờ làm sao đây. Trời ơi, bơm được cái kêu vào đầu của con FBI nhưng mà không ăn được anh em ạ, thì mình ép thế. Bó đi anh em ơi, bó đi, bó đi. Ra bót kìa. Ok, không ai ăn bót, mình ra là vừa đấy anh em ạ. Bót, bót, bót anh em ơi. Quá trời heo FBI AFK anh em ạ, cay thế. Từ bạn ơi, từ từ, mình tỉnh đợi mình. Đúng rồi, về hồi máu đi, về hồi máu đi. Về hồi máu đi. Hay. Mình chơi giá, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Mày quá nó không có thổi mình em mà, sợ quái. Đi đâu thế, đi đâu thế, đi đâu thế. Đi đâu đi đâu thế. Ôi trời ơi, đi ném cầu lén kìa, cay thế men. Ôi trời ơi, cay thế nó ném cầu lén kìa. Rồi mất boss luôn rồi. Ra nhanh lên em ơi.
Gai nhanh, gai nhanh. Ok, bọn hồi máu lại rồi. Bí còn mười mấy giây nữa anh em ạ. Thì mình đẩy boss là mình lên ném cầu cũng không được. Để tìm mẹ đi ném cầu lấy 100 cầu luôn, cay thế. Giờ ăn boss xong có lên ném được đâu. Giết 7 chờ 6, giết 6 chờ 7 chứ. Bèo thế. Giết có 7 chờ 6 anh em ạ. Khá là bèo, nhưng mà không biết có win được không nữa. Tìm mẹ chờ 6 ném 100 cầu luôn. Do mình ngáo quá, mình không đi được nó, mình đi ăn boss đấy. Ui, bọn win may quá. Thế còn được MVP kìa. Ảo thế. Chào anh em nha.